Cô chào các con. Tiết học vần hôm nay cô cùng các con tìm hiểu tiếp hai vần có âm u đứng đầu, đó là vần ơ và vần ưa. Cô có vần ơ, bạn nào phân tích cho cô vần ơ? Đúng rồi, con giỏi lắm. Vần ơ gồm có hai âm, âm u đứng trước, âm ơ đứng sau. Các bạn lắng nghe cô đọc. U ơ ơ. Có vần ơ muốn có tiếng hơ, cô làm sao? Bạn nào cho cô biết? À, con giỏi lắm. Muốn có tiếng hơ, cô thêm âm hờ trước vần ơ, cô được tiếng hơ. Các bạn lắng nghe. Hờ ơ hơ. Chúng ta cùng xem tranh. Tranh vẽ chú voi đang làm gì? À, cảm ơn con. Tranh vẽ chú voi đang hơ vòi. Cô có từ hơ vòi. Và các con biết voi là động vật quý hiếm, chúng ta cần bảo vệ và không nên săn bắt voi nhé. Các con cùng đọc lại với cô nào. U ơ ơ, hờ ơ hơ, hơ vòi. Cô có bức tranh, bạn nào quan sát tranh và cô biết tranh vẽ cảnh gì? À, con giỏi lắm, tranh vẽ cảnh đêm khuya. Cô có từ đêm khuya. Trong từ đêm khuya tiếng nào con học rồi? À, cảm ơn con. Trong từ đêm khuya tiếng đêm con học rồi. Hôm nay cô dạy con tiếng khuya. Bạn nào cho cô biết trong tiếng khuya âm gì con học rồi? Chính xác, trong tiếng khuya âm khờ con học rồi. Hôm nay cô dạy con vần ưa. Các bạn nghe cô đọc u i a uy, khờ uy khuya, đêm khuya. Chúng ta cùng nhau đọc lại bài nhé. U ơ ơ, hờ ơ hơ, hơ vòi. U i a uy, khờ uy khuya, đêm khuya. Sau khi các con đọc lại bài rồi, bạn nào cho cô biết hai vần hôm nay mình học giống nhau điều gì nào? À, giống nhau là đều có âm u đứng đầu và vần ơ có âm ơ đứng ở cuối vần, vần ưa có âm ia ở cuối vần. Chúng ta cùng tìm hiểu các từ ứng dụng của bài hôm nay nhé. Cô có từ thứ nhất, đó là thuở xưa. Bạn nào cho cô biết trong từ thuở xưa tiếng nào chứa vần hôm nay cô dạy? À, đúng rồi, đó là tiếng thuở chứa vần ơ. Các bạn lắng nghe cô đọc. Thờ ơ thơ hỏi thở, thở xưa. Thở xưa là gì? À, thở xưa là khoảng thời gian đã trôi qua rất là lâu rồi nha các con. Tiếp theo, cô có từ hơ tay. Bạn nào phân tích cho cô tiếng hơ? Con giỏi lắm. Tiếng hơ gồm có âm hờ đứng trước, vần ơ đứng sau. Các bạn lắng nghe cô đọc. Hờ ơ hơ, hơ tay. Hơ tay là mình giơ tay lên nha các bạn. Tiếp theo, các bạn quan sát tranh. À, đây là giấy bơ lê đó con. Và giấy bơ lê là loại giấy rất là mỏng. Tụi con nhớ chưa nào? Thế trong từ giấy bơ lê tiếng nào chứa vần hôm nay mình học? À, tiếng lê chứa vần uyên. Các con nghe cô đọc l uy lê. Giấy bơ lê. Các bạn cùng xem tranh và cho cô biết tranh vẽ cảnh gì? À, rất là chính xác, tranh vẽ cảnh đêm trăng khuya. Cô có từ trăng khuya. Thế trong từ trăng khuya tiếng nào chứa vần hôm nay cô dạy? Tiếng khuya chứa vần uya. Các bạn nghe cô đọc khờ uy khuya, trăng khuya. Chúng ta cùng nhau đọc lại bài
nhé các con. U ơ ơ, hờ ơ hơ, hơ vòi. U y a uy, khờ uy khuya, đêm khuya. Thổ xưa, hoa tay, giấy bơ lia, trăng khuya. Các con cùng quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ cảnh gì. À đúng rồi, tranh vẽ cảnh mẹ đang làm việc vào giữa đêm khuya. Thế cô có từ 4 câu thơ ứng dụng sau đây phù hợp với nội dung tranh. Các bạn lắng nghe cô đọc. Nơi ấy ngôi sao khuya soi vào trong giấc ngủ, ngọn đèn khuya bóng mẹ sáng một vầng trên sân. Các bạn đọc thầm theo cô và cho cô biết trong 4 dòng thơ dưới đây tiếng nào chứa vần hôm nay cô dạy nhé. Rồi, bạn nào cho cô biết tiếng nào chứa vần hôm nay cô dạy? À, con giỏi lắm, đó là tiếng khuya, chứa vần uya. Các bạn nghe cô đọc khờ uya khuya. Các con cùng nhau đọc lại bài nhé. Nơi ấy ngôi sao khuya soi vào trong giấc ngủ, ngọn đèn khuya bóng mẹ sáng một vầng trên sân. Rồi, cô cảm ơn các con. Chúng ta vừa đầu tiên cô hướng dẫn các bạn viết chữ ghi vần ơ. Cô đặt bút ở đường ly 2, cô viết con chữ u nối liền với con chữ ơ. Tiếp theo cô hướng dẫn các bạn viết chữ ghi vần uya. Cô đặt bút đường ly 2, viết con chữ U, nói liền với con chữ Y. Nói liền với con chữ A. Dừng bút đường ly 2. Tiếp theo cô hướng dẫn các bạn viết từ hơ vòi. Cô đặt bút đường ly 2, cô viết con chữ hờ. Nói liền với chữ ghi vần ơ. Cách một con chữ O, cô viết chữ vòi. Tiếp theo cô hướng dẫn các bạn viết từ đêm khuya. Cô đặt bút dưới đường ly 3, viết chữ đêm. Cách một con chữ O, cô viết chữ khuya. Các con đã được đọc và được viết. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau luyện nói bài học hôm nay nhé. Các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ những cảnh gì. À đúng rồi, tranh vẽ cảnh sáng sớm, chiều tối và đêm khuya. Thế bạn nào lên chỉ cho cô tranh nào là
vẽ cảnh sáng sớm, chiều tối, đêm khuya. À đúng rồi, đây là cảnh sáng sớm. Đây là cảnh chiều tối và đây là cảnh đêm, đêm khuya. Với chủ đề luyện nói ngày hôm nay, các con sẽ nói cho ba mẹ mình nghe sáng sớm, chiều tối và đêm khuya. Con và mọi người trong gia đình thường làm gì? Và trong các buổi sáng sớm, chiều tối, đêm khuya, con thích buổi nào nhất? Vì sao? Qua bài luyện nói ngày hôm nay, các con nhớ đi ngủ sớm để sáng mai con thức dậy sớm để chuẩn bị vệ sinh cá nhân, đến trường thật sớm để không bị đi học muộn. Các con nhớ chưa nào? À, bài học đến nay là kết thúc. Sau phần bài học này, cô có phiếu bài tập. À, tụi con nhớ đọc bài và làm bài thật là kỹ và nhớ nói ba mẹ chụp hình gửi cho cô nhận xét nhé. Cô cảm ơn các con. Bài học của mình đến đây là hết rồi.